cái này thường rõ ràng là sừng. Ngoài này cái tường ấy, tường nó cắm thẳng luôn. Như con khác người thế này thì ngáo ngơ này thì mình xui cho mình hết ngáo ngơ luôn. Giọng nghe thích gì nhỉ? Cảnh đấy nó ngay mặt lồng đấy chứ. Em cứ phía sau đứng lồng đẹp tân lồng. Trường hất cái nút đồng này cắt đi đòn. Ai gọi? Em sẽ biết xuống lại. Mà đây thì đám lưu danh bạ nó mà. Mặt nó xuống. Ấy. Thế kia thì bao nhiêu là anh nhỉ? Cô cứ mua được bánh ra ra. Cành nó để sút vào góc lồng kia. Đó. Thì bây giờ không quên để ra sút vào sông. Lồng lắm là chỉ chơi nhìn vào chơi này mà. Mồi trắng luôn. Vẫn đang dựng dụ này em, bạn cành này. Vẫn đang dựng dụ mồi trắng không ạ. Có nhỏ vẫn căng hết. Nó đi xuống đấy, thôi đi xuống đâu. Bạn đang đi xuống rồi, mình đang tìm. Có con nào kìa? Cái con đéo nào về nó đuổi đi. Mẹ chẳng. Ui xuống cành rồi. Quẩy tuột đấy nó đuổi. Ui dồi. Lấy cái con gì về lại nó đuổi rồi. Lại về rồi. Đấy. Đuổi này. Cầm mày thắng này. Hay rồi. Xem một pha này mới sướng đấy. Cánh bao luôn này. Đưa cánh nữa. Có gì có khác gì không? Nó đây là độc thân đây. Này mà không sút. Đưa cái này. Mà thôi sút xong thì đâu. Ngủ sáng lên đánh con có sao. Để tao tối chết rồi. Ừ. Con này là êm rồi. Con này ra khi là có đôi triệu đứt túi. Con này là êm rồi. Ôi đánh được con này tối nhăm nhăm nẩu em ạ. Không đánh cư. Chả biết có khuyên không nhỉ? Con này vẫn mong rồi. Con nào? Chim già. Nhìn biết tự nhiên là sao mà có chim non nữa.